Alo, chú à, có khoản gì ngon ngon không? À đây, anh yêu em đây rồi. Wow, làm sao gọi tao sớm thế? Dạ, cho con nước anh ơi. Tâm sự một tí chuyện anh em. Này, vợ con nó lục đục chuyện tình cảm trên. À, làm sao? Thế nó lại hóa chó à? Mẹ lại con điên. Đang chửa, toàn đêm bắt mình đi mua đồ ăn. Đấy, với cả nữa, em bảo hôm trước săn được cái vé ấy, cặp vé chung kết. À, chung kết rồi. Cặp 600 nghìn ấy. 600 nghìn? Ừ, đúng rồi, bán được 20 củ. Ê, mới đầu là chia hai, mỗi đứa một vé. Do là em lấy trắng, à? Trắng mẹ tay rồi. Ui dồi. Mẹ cày quá. Nếu mà mày thế thì anh nghĩ là có khi anh em làm chuyến Hồ Chí Minh. Ừ. Tiện cũng là trốn rét luôn. Lạnh quá. Lạnh nhá. Ừ, sang đấy có gì à? Hello baby. Giật cả mình. Ê, cái thằng này. Như lấy đó ghế. Đấy, đang bàn tán anh em cùng nhau đi chơi đấy. Mẹ sang Hồ Chí Minh chơi tí. Ôi, đi chơi xa đấy. Nhưng mà đi xa này em không đi được rồi. Nhưng mà em bảo này, lại nhớ anh em đi chơi xa đúng không? Vào Hồ Chí Minh gì? Em có kèo được cực thơm cho anh em. Là gì? Vụ gì? Cuối tuần này Di Động Thông Minh khai trương. Khuyến mãi giảm giá cực sốc. Anh em vào trốn vợ tránh lạnh đúng không? Trốn mua điện thoại nữa. Điện thoại cực rẻ luôn, Nhìn đây này, nhìn đây này. Đang định ra khuyên anh em đi nhá. Nhưng mà em thì không vào mua được, anh em mua được đây, hiểu chưa? Redmi Note 5 Pro này, 290 này, 6S này, thứ này, 390 này. Ui, sao rẻ thế? Nhiều đâu? Này, 60 khách hàng, nói chung là ui, nhiều. 60 nhiều nhưng mà chưa hết nhá, nhìn đây. Đâu? Nếu mà các ông đến sớm ấy, thì điện thoại Fujitsu có 199.000 thôi. Ui. iPhone 6S giá 1990. Xiaomi Redmi Note 5 Pro 1990. Này, mày nhớ con 7 Plus mày mua cho con vợ mày tháng vừa rồi không? Chưa không? Chục triệu. 10 triệu đúng không? Còn có 7990 thôi. Có gì đây? Được chưa? Thật đấy. Máy mua. Máy gì đây? Máy gì mà mẹ? Máy cũ thôi. Này, máy mới luôn. Quốc tế hay lóc ấy? Quốc tế luôn, 32GB nhìn nè, 7 luôn quốc tế được chưa? Nhưng mà đến sớm, phải đến sớm mới được. Cái này phải đến sớm nhá. Địa điểm đây. Đâu ở đâu? Đây, 27 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9. Mày 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 chụp ảnh mày gửi lại cho anh. Chụp ảnh cho anh. Gửi anh cái link cái này cả. Rồi, chủ nhật này nhá, chủ nhật này. Chủ nhật này. Anh em book vé dần đi là vừa còn gì nữa nhở? A few minutes later. Trời ơi, còn có từ sáng nữa thì khóc, nữa thì ngủ, ba hồn bảy vía, thằng phến đâu rồi, về nhà cho con bú nào. Thằng phến đâu rồi? À, anh tơ ơi. Bụng mấy hai tuần mà sao to như là sắp đẻ rồi anh nhỉ? Ồ, em sắp đẻ rồi. Vừa đang đi tìm thằng bố mẹ kia đây, mấy đứa ở nhà nó quấy quá mà em. À, anh biết nó yêu rồi, đây, nó đi đây này. Di Động Thông Minh khai trương này, xếp hàng giảm giá đây, anh nhìn này, đọc nhá, anh đọc cho mà nghe này. 4 ngày đầu tiên mua mỗi người được 4 sản phẩm giá sốc này, một suất mua Redmi Note 5 Pro giá 32.990 này, một suất 6S 2.990 này, 7 Plus cũ 7.990 này, Nokia X5 1.990 này, bác suất mua 6S này, 3.490 này, 8.990 này. Đấy, ôi bác ơi, máy mà nhờ của bác đấy nhá. Nào, thế nào, thích không thì muốn mua đi không, tìm chồng không? Em đi book vé luôn. Thế không phải đi tìm chồng à? Thế là đi mua hay đi tìm chồng? Thì đi tìm chồng lại còn mua luôn. Bây giờ em sẽ ra bến xe miền Đông, bắt xe đi Hồng Kông. Ok đi đi, nữa. Rồi đi đi. Nhá. Cảm ơn bác nhá, cảm ơn nhá. Con vợ điên này. À ông này, tiền đâu? Tiền đâu? Tiền nào sao lại sang đây? Tiền hôm nọ thế tại sao mày? Vợ con đâu rồi chồng con đây? Tại sao lại có tiền? Tại sao lại có tiền đi vào Sài Gòn? Cái thằng này. Nào sao? Anh Hải Tư. Chính anh là người đã thu xếp hai đứa lên đây mua hàng. Hàn gặt. Ôi anh biết các cô chú có xúc chặt đúng không? Anh đã cố tình sắp xếp để mọi người đến đây đấy, gắn bó lại với nhau vừa mua được hàng giá rẻ nữa. Thích chưa? Ok chưa? Và các bạn biết là Di Động Minh không chỉ là nơi chúng ta mua được những chiếc loại giá rẻ chất lượng cao, mà đây còn là nơi chúng ta gắn bó lại mọi người lại với nhau để tìm lại những giá trị cốt lõi của con người chúng ta. Và các bạn đừng quên rằng cuối tuần này, ngày 16 tháng 12 năm 2018, tại địa chỉ 27 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình khai trương rộn ràng, mua hàng, giảm giá, tham quan, tặng quà. Nhớ like, chia sẻ, rộng ràng.